Tôi biết cái câu chuyện của gia đình của nhà chú Vũ Linh đúng không? Thì cái câu chuyện này nó lại liên quan đến Du hôm nay. Sở dĩ Du bật cái like này lên đó là Du muốn nói một lần để đừng có rước họa vào thân mình nữa. Thực sự mình có cái lòng tốt, nhưng mà lòng tốt này mình đặt vào thì nó lại thành một cái câu chuyện khác. Nhưng mà câu chuyện này mình lực bất tòng tâm, mình không có biết trước được. Tại khi mình giúp người ta, khi mình làm điều này là đang trong lúc rất bình yên, không có vấn đề gì xảy ra. Và khi mình làm việc này thì mình cũng cũng phải có một cái sự đồng ý, một cái sự đồng ý. Tại vì lúc đó, xin lỗi mọi người, bắt đầu câu chuyện nha. Bây giờ mình bắt đầu câu chuyện. Chuyện là như thế này, trong cái buổi lễ tang lễ của Du gọi là anh Năm Vũ Linh. Mà tại vì bản thân Du trong giới á, thì mình không có dám kêu bằng chú hay cô gì hết á, tại vì anh và chị, bởi vì nghệ sĩ sẽ không tuổi. Và lúc anh Vũ Linh gặp mình trong những lần đi diễn thì mình cũng xin phép, thì anh Vũ Linh rất là thích gọi anh là Vũ, anh Năm chứ cũng không gọi là chú. Nhưng mà nếu mà đáng tuổi thì Du gọi bằng chú cũng được, đó là vai vế. Nhưng mà câu chuyện nó xảy ra vào cái sự kiện tang lễ của anh Năm Vũ Linh. Hôm đó thì Quách Tuấn Du đến buổi tang lễ viếng tang, và trước khi đi có một người ở bên công ty BH Media. Công ty này là bảo vệ bản quyền và có một cái trang đó là Cải Lương Việt Nam, rất là được mọi người follow. Thì cậu em này biết là Quách Tuấn Du có mối quan hệ với gia đình, đó là em gái Hồng Phượng. Thì lúc đó Du mới vào trong nhà, Du thắp hương xong Du ra ngoài ngồi. Ngồi thì lúc đó Du mới hỏi là có Hồng Phượng ở đây không? Tại vì bản thân Du biết Hồng Phượng và đã từng tiếp xúc với Hồng Phượng, còn những người thân trong gia đình thì Quách Tuấn Du chưa có cơ hội được dịp tiếp xúc. Cho nên lúc đó Du chỉ nói là muốn gặp Hồng Phượng thôi. Còn anh Vũ Luân cũng như chị Thoại Mỹ, tức hoặc là cô Bình Tinh, đó là những người thân trong gia đình. Nhưng mà vì Du biết là lúc đó Du thấy Bình Tinh, Du thấy Hồng Phượng đeo băng tang, thì Du nghĩ đây chắc cũng là một người thân nhất trong gia đình, cho nên Du chỉ xin phép được gặp Hồng Phượng. Thì Hồng Phượng cũng trao đổi, qua một lần trao đổi thì Hồng Phượng nói là trước đây cũng có một cái công ty khác, công ty đã muốn muốn đến để mà làm truyền thông. Nói chữ truyền thông nghe nó nặng nề, nhưng mà chỉ muốn lưu lại những cái thước phim tư liệu và để up vào mà chia sẻ trên một cái trang nào đó, theo một cái sự chuyên nghiệp của máy quay, theo cái một cái sự gọi là bắt nội dung nó hoàn chỉnh hơn. Bởi vì khoảng thời gian đó mọi người cũng biết là YouTuber này, TikTok nè, người ta quay quá nhiều, đôi khi người ta cắt ghép, đôi khi gia đình cũng đau đầu, cũng sợ là đây là lời Hồng Phượng tâm sự thôi nha, là ảnh hưởng đến cái tiếng tăm của Năm Vũ Linh. Người ta mất rồi mà người ta còn phải bị gặp tiếng tăm như vậy, người ta cũng gia đình người ta rất là buồn. Cho nên là trong cái nỗi băn khoăn đó thì Du có đại diện cho công ty BH. Lúc đó Du có bỏ vào cái thùng bao thư, đó là công ty BH có nhờ Quách Tuấn Du phúng điếu, và bản thân Quách Tuấn Du có phúng điếu riêng, và Du có được BH tin tưởng bỏ vào cái bao thư là 10 triệu đồng để mà bỏ vào phòng phòng thùng phúng điếu. Thì Du ghi rõ rõ ràng đây là công ty BH đã phúng điếu cho cái buổi tang lễ này. Thì sau đó thì Du mới đi ra ngoài bàn, Du ngồi thì Du mới gặp Hồng Phượng. Thì Du có nói ra, và Du nói ra để trao đổi là Hồng Phượng ơi, bây giờ anh đại diện cho một người bên công ty BH đến đây cùng với em ấy, thì cũng như là trong cái chuyện, cho nên là được cái dịp mà mình đi đi viếng tang, cái dịp mình đi viếng tang thì bạn đó mới biết được, bạn đó mới nói là em đi cùng với anh được không, để em đến em có muốn trao đổi với gia đình. Thì nó được thôi, tại vì mình có những cái hành động tốt, mình có muốn ý tốt để mà khai thác về hình ảnh một cách gọi là chỉnh chu, đúng nội dung. Thì Quách Tuấn Du lập tức đã liên hệ được cho gia đình và với công ty này.
Thì Hồng Phượng sau một cái buổi tối thì Hồng Phượng trực tiếp làm việc với bạn đó luôn, chứ kể từ đó Quách Tuấn Du không có còn liên can nữa. Thì Du mới nói là ok, kể từ hôm nay em, kể từ giây phút này em sẽ làm việc trực tiếp với lại người đại diện của gia đình. Còn xin lỗi trước là lúc đó Du không có nắm được tình hình là ai là người thân nhất với gia đình. Xin lỗi là bởi vì mình cũng không có theo dõi, mình chỉ biết là cái tấm lòng mình khi mà đồng nghiệp trong trong showbiz này có chuyện gì buồn mà mình có thời gian, mình có khả năng thì mình sẽ đến mình chia sẻ một nén hương, đó là nghĩa tưởng nghĩa tận. Thì Du đều sẵn sàng sẵn lòng đi. Có những đám tang của những người nổi tiếng thì mọi người thấy máy quay rất nhiều, cho nên là mọi người sẽ thấy hình ảnh của Du cũng rất là rõ nét. Nhưng mà có những đám tang họ là những nghệ sĩ cũng tên tuổi không có không không có to lớn, xin lỗi, những nghệ sĩ tên tuổi không có to to lớn, cho nên là không có máy quay, cũng không có up hình ảnh thông tin, cho nên mọi người không, cũng không biết điều đó. Cho nên là Du muốn chia sẻ đây là cái tấm lòng mình đến đó, mình viếng tang vì đó là một người đồng nghiệp, một người đáng kính. Nhưng song song đó có một cái việc là mình connect cho đôi bên làm việc với nhau để có một cái buổi truyền thông, để có những cái video thật sự chỉnh chu. Vì vậy Du đã làm một việc và Du liên hệ với Hồng Phượng, và kể từ đó về sau là Du không có quan tâm tới nữa, là bởi vì mình đã giao cái trọng trách đó cho một cái người đại diện bên BH rồi. Chính 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 là cái câu chuyện này mình kể tới đây thì mình cảm thấy là nó cũng không còn cái gì để mà còn liên can đến mình nữa, là bởi vì mình chỉ biết Hồng Phượng là người con nuôi của anh Nam Vũ Linh. Còn những người khác thì mình biết là cũng có con nuôi, còn con ruột hay không thì mình cũng chưa có theo dõi. Thì sau khi câu chuyện mấy hôm nay nó bùng phát lên là bởi vì có những cái sự mâu thuẫn với nhau trong gia đình, có những sự tranh chấp trong gia đình, thì làm mình cho mình cảm thấy là ôi da, mình không biết là mình làm cái việc đó mình thấy có đúng hay không, hay là đã sai, mà tại sao có những người nhắc tên mình lại trên cái cuộc tọa đàm, trên một cái diễn đàn xã hội. Nhất là cái có một cái cô nào đó nói là Quách Tuấn Du, là cái ông Quách Tuấn Du này đến đề nghị gia đình ký hợp đồng với công ty BH để quay những cái video đó, để rồi cái những cái video đó họ kiếm về doanh thu lợi nhuận cho ai đó, thì mình không không có rõ luôn. Tại vì Du nói Du không có liên can đến nhiều, Du chỉ biết cái gì Du nói cái đó, và những cái gì Du biết Du chịu trách nhiệm trước cái máy quay phim này, cái livestream này cũng như trước pháp luật. Những gì Du nói đó là sự thật. Cho nên là hôm nay Du muốn xin phép những người mà YouTuber hoặc là những người luật sư, hay là những người mà chỉ hiểu về một phía, khi nhắc tên Quách Tuấn Du vào thì Du cảm thấy xin lỗi mọi người, nên giúp giùm mình là đừng nhắc tên mình trong những cái video đó nữa, làm cho khán giả càng hiểu lầm này đến hiểu lầm khác, cứ tưởng là Quách Tuấn Du gặp đám tang là phải bú phem hay là đú trend hay gì đó. Cái này nó mọi người nghĩ như vậy, nó quá tiêu cực đối với một người như Du. Tại Du sống rất là ngay thẳng. Đơn giản nhất là đám tang của những người đồng nghiệp chắc chắn là mình sẽ có mặt nếu như mình không bận bịu, nếu như mình không có đi xa. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa tưởng nghĩa tận mà. Mình diễn chung một ngày cũng là nghệ sĩ đồng nghiệp với nhau, diễn chung 10 năm cũng là nghệ sĩ với nhau, thì không có cớ nào mà mình không có đến mà thắp được nén nhang nếu như mình có thời gian. Dù có một cái thói quen đám cưới chưa chắc gì, dù sức đám cưới mà chưa chắc gì mà dù tự nguyện vô đi. Tại vì cái đó là ngày vui thì có rất là nhiều người xung quanh chia sẻ rồi mình không muốn. Nhưng mà ngày buồn thì chắc chắn rằng người ta rất cần cái điều này. Nên Du có thói quen là nếu ai trong giới nghệ sĩ mình hoặc là những người bạn, người thân của Du mà gặp những cái biến cố và là những cái chuyện buồn là Du sẽ là người có mặt. Cho nên mọi người thấy Du cũng nhan nhản trong những cái đám tang. Tại vì những đám tang đó là những đám tang của người nổi tiếng nha. Những người nổi tiếng cho nên mọi người thấy Du và thấy trên truyền thông. Còn có những người có đám tang nhưng mà đám tang những người nghệ sĩ đó lại không có nổi tiếng, nên là báo chí không focus vào, và TikTok những cái video không thấy, cho nên là mọi người mà Du vẫn đến dự. Cho nên mọi người cứ nghĩ rằng ối ông này cái chỗ nào ông cũng xuất hiện hết. Cho nên cái cô trong cái video đó cổ nói giống cái kiểu là Du đang bú phem, Du đú trend vào đám tang mà được không không để yên mà bú phem vào, cho nên mới dùng cái từ là
đề nghị ông Quách Tuấn Nhu này đề nghị gia đình ký hợp đồng, ký hợp đồng vào cái công ty BH này. Du nói thật, Du đâu có đủ tư cách Du đề nghị người ta. Và những người mà người chấp nhận làm điều đó thì chắc chắn người ta phải có cái quyền gì với gia đình. Còn nếu người ta không có quyền thì bây giờ câu chuyện phải cần cơ quan chức năng vào, để vào cuộc để làm cho xác tỏ cái mọi sự việc đó. Đúng không? Chứ Du không bao giờ Du dám làm điều gì mà cũng như là nó bất hợp pháp. Đó. Hôm nay thì Du bật cái livestream này Du cũng muốn nói rõ tường tận. Và những gì Du nói nó chỉ bấy nhiêu khuôn khổ đó thôi. Còn lại là phía công ty BH làm việc với Hồng Phượng như thế nào, ký hợp đồng như thế nào, và ai là người đặt bút ký hợp đồng với công ty BH. Thậm chí bây giờ Du cũng không có biết là Hồng Phượng ký hay là ai ký. Du chỉ biết là đã giao cái nhiệm vụ đó cho người đại diện, đó là em Hiếu, đại diện công ty BH làm việc với Hồng Phượng thôi. Còn ký hợp đồng là ai thì Du vẫn chưa dám nói nha. Để mình sau cái lần đó rồi mình cảm thấy mình cũng làm được một việc cho anh Đâm, là mình giúp connect đôi bên với gia đình để có một cái thước phim để đời. Có nghĩa là sau này mọi người có thể 10 năm, 20 năm nhìn lại cái tang lễ cũng có một cái sự chỉnh chu trong hình ảnh. Chứ để không thôi là YouTuber rồi TikTok mọi thứ làm xáo trộn lên, cắt ghép không đẹp nữa. Đây là một cái điều mà mình cũng hy vọng là tất cả mọi người hiểu cho Quách Tuấn Du là một cái điều chính, và hiểu cho những người mà người ta làm việc với nhau mà đôi khi khán giả lại không biết. Đó, còn có vấn đề ai đúng ai sai phải chờ hồi kết từ cái cơ quan chức năng. Còn hỏi Du về vấn đề gia đình đó như thế này như thế kia, mối quan hệ này như thế kia thì Du hoàn toàn không biết, không rành. Du chỉ biết đúng anh Năm Vũ Linh, và Du đã từng đi diễn chung với cô gái, em gái Hồng Phượng, và anh Vũ Linh cũng đã từng gặp rất nhiều, chị Thoại Mỹ cũng đã từng gặp rất nhiều. Nhưng Du hôm đó chỉ có cơ hội gặp được riêng Hồng Phượng thôi. Còn ngoài ra những người anh chị kia lu bu bận biểu, hoặc là đôi khi trong buổi tang lễ họ mệt quá, họ về nghỉ sớm, cho nên không có cơ hội để gặp những cái nhân vật chính ở trong đó nữa. Cho nên là hôm nay Du bật livestream này mong là mọi người chia sẻ và hiểu cho mình hơn, để mình không có bị người khác hiểu lầm. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn sự lắng nghe của mọi người nha. Hy vọng mọi người sẽ chia sẻ rất là nhiều để mình đừng có bị nghỉ quan nữa.